Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn về cách chơi bò sát. Và hôm nay mình sẽ nói về giới tính của rồng Nam Mỹ đực và cái. Và đầu tiên mình sẽ nói về đực. Về cái size này á, thì cái size lớn. Mình sẽ nói về cái size lớn. Xong rồi mình sẽ nói về size nhỏ. Size lớn á, thì mình phân biệt giới tính đực và cái thì nó rất dễ, chỉ nhìn quan sát ở phần bên ngoài của nó thôi thì mình đã biết rồi. Đây là con đực. Con đực á, thì nó có cái gai đùi rất là rõ nè các bạn, rất là rõ ràng đấy, cái gai nó nhô lên mà rõ ràng. Bên kia cũng vậy. Và cái bi của nó thì hai bên nè nhô lên rất là rõ ràng. Là con cái thì ngược lại, cái đuôi nó suông, nó không có bi nhô lên. Và con cái thì cái gai đùi nó không có, không phải không có. Nhiều bạn nói là nó không có là không phải, nó cũng có mà nó rất là mờ như các bạn. Rồi về cái Barbie thì mình xin giới thiệu cho các bạn biết cái Barbie á, thì mình phân biệt cái gai của nó thì không có nha các bạn, còn nhỏ thì gai nó không có và bi cũng không có. Với cái size Barbie á, thì chúng ta không thể phân biệt gai và bi ở phần ngoài, mà chúng ta soi bi, chúng ta lấy đèn chúng ta soi bi hai bên là nó có cái bi ở trong, nhìn cũng khó nữa các bạn, tại vì nó chưa có trưởng thành thì bi nó chưa có bi, mà nó chỉ có mạch máu. Mạch máu cũng như hai cái bi nhỏ, nó chưa trưởng thành mà, thì nó chỉ u, thấy mạch máu đỏ 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 chỏng, nó có thể hiện ở chỏng chỉ nhỏ xíu thôi, các bạn nhìn kỹ các bạn mới biết. Và với một cách nữa, cái này ít ai làm, tại vì người ta rất là cưng con bé của người ta, là một cách này là dùng cây cây inox á, người ta sọt vào cái hậu môn của nó, sọt vào hai cái bi hai bên này. Thì sọt vào ngay cái bi của nó, size Barbie á, sọt vào thì ngay cái bi của nó, cái bi của nó là cái gọi là cái dương hoặc đó, là chúng ta thọt ngay đó thì chúng ta kéo nhẹ ra thì nó sẽ đi ra ngoài phần ngoài, nó lòi ra thì đó là con đực. Con cái thì nó không có, mà với cách này thì ít ai làm đó, người ta chỉ soi đèn thôi, chỉ soi đèn với size Barbie. Các bạn nhớ nha. Rồi, có bạn thắc mắc gì hãy bình luận phía dưới. Các bạn có thích thì nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình, subscribe, share và nhấn chuông để bấm vào nhận thông báo. Xin cảm ơn mọi người.